Thưa quý vị, trong đêm nay Bắc Bộ chỉ còn chịu tác động đơn thuần của đới gió đông yếu, vì thế miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì trời nhiều mây, nhưng mưa thì chỉ xuất hiện lác đác ở một vài nơi. Cùng với đó là hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện trong khoảng đêm muộn và sáng sớm. Sang đến ngày mai, miền Bắc với thời tiết tạnh ráo, có nắng về trưa và chiều, nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm nay. Cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ sẽ tăng dao động ở ngưỡng 28 đến 31 độ. Ở Trung Bộ, nhiễu động gió đông không còn mạnh, những cơn mưa rào và dông vì thế đã giảm hẳn. Trong đêm nay, cả miền Trung chỉ còn có mưa ở một vài nơi. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, sáng sớm mai cũng xuất hiện hiện tượng sương mù nhẹ. Còn trong ngày mai, cả 14 tỉnh thành phố miền Trung đều với thời tiết nắng ráo. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, dao động trong khoảng 29 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, ở ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Nửa cuối tháng 11 đã là giai đoạn mà Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào cuối mùa mưa và chuẩn bị bước sang mùa khô, vì thế mưa sẽ không còn nhiều, chủ yếu chỉ có mưa rào rải rác về chiều tối nhưng không còn những điểm mưa vừa và mưa to. Còn trong đêm nay ở cả Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ đều chỉ có mưa ở một vài nơi. Ngày mai cả hai khu vực đều có nắng sớm và kéo dài từ sáng cho đến chiều nên nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ tăng lên ở mức 27 đến 30 độ, còn ở tại Nam Bộ mức nhiệt từ 31 đến 32 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông sẽ duy trì gió đông đến đông nam cường độ yếu ở dưới mức cấp 4, nên sóng thấp, biển êm, mưa dông thì chỉ xuất hiện một vài nơi. Trong khi đó, ở khu vực phía nam của Biển Đông chỉ có gió nhẹ, nhưng về chiều tối vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có dông.